Đây là kẹo dẻo sữa chua. Nên mình ăn kẹo dẻo sữa chua tiếp. Mặt lạnh luôn. Thơm phức. À, rồi cứng rồi. Ôi cứng quá. À, sao mà nhai được. Cứng quá. Để trong tủ lạnh. Để nó cứng đờ luôn. Nhai được 3-4 cái là sái hàm. Dai ngoách. Bé bé ăn, mà ăn hơi bị lâu ấy. Dành ngoách. Này cho các cụ ăn thì chỉ có nuốt trứng. Nuốt tắc họng chết luôn. Này để cái nào nó thơm. Ăn lại chua chua nó không bị ngấy. Cục nhựa luôn. Này là sản phẩm bánh kẹo của Nhật, Nhật Bản, Japan. Thêm cái nữa. Rồi, ăn ngon á. Mềm hơn chín nữa.